liên quan tới phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Trung vừa qua, sau khi đã nộp 25 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án và có nhiều đóng góp được tặng nhiều huân huy trương, cựu chủ tịch Hà Nội đã được giảm án từ 8 năm tù còn 5 năm tù. Ngoài ra ông Nguyễn Đức Trung còn được trả hai căn chung cư cao cấp và nhà đất. Chiều ngày 22 tháng 6, tòa nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết vụ cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung cùng đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3 theo đó, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị tuyên phạt mức án 5 năm tù, giảm 3 năm, Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty Arctic 3 năm, giảm 1 năm 6 tháng. Mặc dù không kháng cáo, song tòa phúc thẩm tuyên giảm cho Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty thoát nước Hà Nội, còn 30 tháng tù giam, án sơ thẩm 4 năm. Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, cả ba bị cáo Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng đã nộp đủ tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm buộc phải liên đới trách nhiệm khắc phục hậu quả. Gia đình ông Trung đã nộp 25 tỷ đồng, gia đình bị cáo Giang khắc phục hơn 7 tỷ và gia đình ông Hùng nộp đủ 4 tỷ đồng. Mặc dù không kháng cáo, song tòa phúc thẩm tuyên giảm cho Vũ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty Thoát nước Hà Nội còn 30 tháng tù giam, án sơ thẩm 4 năm. Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, cả ba bị cáo Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng đã nộp đủ tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm buộc họ phải liên đới trách nhiệm khắc phục hậu quả. Gia đình ông Trung đã nộp 25 tỷ đồng, gia đình bị cáo Giang khắc phục hơn 7 tỷ và gia đình ông Hùng nộp đủ 4 tỷ đồng. Với việc khắc phục toàn bộ thiệt hại của các bị cáo, Hội đồng xét xử cho rằng toàn bộ thiệt hại của vụ án đã được khắc phục nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo, đề nghị của ba bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan về vụ hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản đối với ba bị cáo và công ty Arctic. Theo đó, Vợ chồng cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung được hủy bỏ lệnh kê biên nhà đất diện tích 102,7m2 tại số 88 phố Trung Liệt, quận Đông Đa. Hủy bỏ lệnh kê biên đối với hai căn hộ cùng diện tích 175,7m2 tại một khu trung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân bị cáo Võ Tiến Hùng được bỏ lệnh kê biên khu nhà đất diện tích 132,9m2 tại số 41, phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng. Bị cáo Nguyễn Trường Giang được hủy bỏ lệnh kê biên căn hộ chung cư cao cấp diện tích hơn 114,1m2 tại khu đô thị trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Công ty Arctic cũng được dỡ bỏ lệnh kê biên nhiều thiết bị máy móc. Trước đó, trong quá trình điều tra ngày 11 tháng 1 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản của bị cáo Võ Tiến Hùng là nhà đất tại 41 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng. Ngày 10 tháng 5 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh kê biên tài sản của ông Nguyễn Đức Trung gồm nhà đất tại số 88 Trung liệt quận Đồng Đa, hai căn hộ chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân. Cùng ngày 10 tháng 5 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh kê biên tài sản của bị cáo Nguyễn Trường Giang là căn hộ trung cư cao cấp tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản của công ty Arctic gồm một số thiết bị máy móc chuyên dụng. Như vậy, tại phiên tòa phúc thẩm, với diễn biến nộp lại toàn bộ số tiền thiệt hại gây ra, các bị cáo trong vụ án vừa được giảm án, vừa được gỡ bỏ lệnh kê biên tài sản trả lại nhà, đất với giá trị lớn. Yeah.